Trong tập năm hương vị tình thân phần 2 lên sóng tối ngày 3 tháng 8, Long, Mạnh Trường và cả nhà anh đã biết được chuyện thiên Nga, Việt Hoa, cho bà dần, nghệ sĩ nhân dân như Quỳnh, uống thuốc ngủ quá liều dẫn đến việc bà phải nhập viện, và may mắn được Nam cứu lần nữa. Thậm chí Long còn biết đây không phải lần đầu tiên vợ sắp cưới làm việc tày trời này. Long còn cho Nga cơ hội để nói ra sự thật, nhưng cô nạn đã chọn cách nói rối khiến Long thất vọng. Sau đó, Long đã cho người chiều tra về con người thật của Nga. Treo lơ hương vị tình thân tập 6 phần 2 Ở treo lơ tập 6 vừa được tung ra, Long và Thiên Nga đã có cuộc nói chuyện cực gắt ngay tại công ty. Nga to tiếng bào chữa cho bản thân và đổ lỗi lên Nam, Phương Oanh. Cô ta nghĩ cô ta là ai, lấy tư cách gì mà dám vác mặt đến nhà anh? Không phải cô ta muốn khiêu khích em? Không phải cô ta muốn chia rẽ em và anh à? đỉnh điểm thiên nga lôi chuyện quá khứ của nam và bà bích gia để khẳng định rằng nam sẽ không có cửa bước vào nhà long em nói cho anh biết này mẹ anh đã không một lần chấp nhận con của một đứa ô xin ăn cắp thì cô ta cũng làm gì đi chăng nữa cũng không làm vợ anh được đâu nghe đến đây long không thể ngồi yên được nữa anh vừa cười vừa khẳng định cho dù vợ anh có là ai đi chăng nữa cũng không phải là em khán giả sau khi nghe những lời long nói cảm thấy vô cùng sướng tai đã mắt vì sau bao lần Long im lặng trước những bất công mà Nam phải gánh chịu thì nay anh đã chịu mở lời. Nhiều người còn mừng khi Long sau ba năm hóa ra cũng sáng mắt và tỉnh táo, không còn bạc nhược như trước. Tuyết Nhung Theo Việt Nam Net